Xin chào quý vị và các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Aidet. Hôm nay Tăng Aidet sẽ quay vài nét về cái chùa Viên Đức ở thị trấn Tây Mặt Hổ, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định các bạn. Và Tăng Aidet sẽ quay một vài nét về cái cảnh quan bên ngoài của chùa Viên Đức các bạn. Chùa Viên Đức thì Tăng Aidet được biết thì cái chùa thành lập vào khoảng năm 1970 các bạn, là cách đây cũng khoảng 50 năm rồi các bạn. Và Tăng Aidet chỉ vài nét sơ qua về cái chùa Viên Đức. Đây là cái cảnh quan của chùa Viên Đức ở thị trấn Tây Mặt Hổ, Hoài An các bạn. Đây là cái cảnh phía trước chùa. Tuổi nhỏ những ngày rằm thì Tăng Aidet cũng hay lên chùa, nhưng mà sau này Tăng Aidet thì chỉ có những ngày Tết lên thắp hương cho chùa, đặc biệt là những ngày đầu năm các bạn. Bạn sẽ thấy được cái cảnh ở chùa Viên Đức. Những người làm ăn xa hoặc là những ngày Tết ngoài về ăn Tết trong gia đình thì còn lên chùa thắp hương cho Phật các bạn. Các bạn có thể thấy được cái cảnh chùa ở Hoài An các bạn. Ở Hoài An cũng rất là nhiều chùa các bạn. Đây là cảnh ở chùa các bạn. Các bạn ở Hoài An, ở thị trấn Tây Mặt Hổ, các bạn những dịp mà đầu xuân năm mới thì các bạn cũng hay lên chùa thắp hương cho chùa. Những hình ảnh ở chùa các bạn. Thank you.
ở phía sau cũng còn đang xây dựng thêm một số chưa hoàn thiện các bạn. Tầng LED lên trên chùa.
vài nét sơ qua về chùa Viên Đức ở thị trấn Tây Mộc Cổ. Tăng Alex không có gì hơn. Chúc các bạn sức khỏe và xin chào tạm biệt các bạn trong video tiếp theo.